bên Thượng Hải, bên Thượng Hải. Em đứng góc này, chị lấy hết nguyên cái hàng cây khô này cho em. Rồi ok, chị đứng góc nào chị đứng đi. Chứ phải em đứng là chị chụp cho em á. Không, à, chị chụp hả? Ừ. Đẹp mà lạnh quá. Được không? Chị ơi, góc này cũng đẹp lắm nè. Đây em chụp cho. Em chụp em lấy hàng cây khô nè đó. Rồi hàng cây khô, có hàng cây khô. Chụp hình, chụp hình. Thôi em ngồi em quen hơn, nó đỡ lạnh. Rồi đẹp rồi. Cái cảnh nhà kìa. Rồi, đứng nó đi. Cầm lâm nữa. Lạnh quá. Ê, chụp cho chị với. Dạ, dạ. Để em chụp cho chị này cái. Quá đẹp luôn chị ơi. Nữa đây. Rồi. Không cần lấy cái mặt. Đây em chụp cho. Người họ 5 đồng được rồi. Không cần nhiều. Lạnh quá. Rồi cứ làm kiểu thoải mái đi, em nhắn cho. Ờ được đó. Rồi ok, ba kiểu rồi. Nữa không? Được không chị? Được không, chụp lại uống nha. Lạnh quá, mắt đi lên trên kia đi. Đúng rồi, em bị đóng băng rồi. Đóng băng luôn, cho hút thuốc không? Không cho đừng chết á. Nó... Ủa chứ tao. Bất khởi gì hả? Đi xuống dưới. Hai thằng công an nó đứng ở trên đó đó. Điện thoại của bác quay nó không được đẹp. Lạnh quá mà. Quay phim hay là này lạnh gì đó? Đang quay phim. Đây em đây. Ở đây hết nguyên cái nhà, cái nóc nhà đó thấy không? Okay. Thấy cái nóc nhà không? Rồi, chị đứng đi. Nó đắp băng cái tay em thiệt luôn rồi, nó cứng ngáo luôn rồi á. Nhanh đi để em thọt tay vô túi. Rồi. Kiểu nữa. Ok. Thật tay vô túi mà được, lạnh quá. Qua bên đây Phú không vô được. Được mà. Phải cài cái kia. Ừ. Bấm vô tốn tiền nữa. 200 mấy á, 270 mấy. Có.